qua là những người thân trong gia đình ấy cũng khuyên là nên mua máy lọc nước để đảm bảo trong quá trình sinh hoạt cũng như đảm bảo về sức khỏe. Nó là cái nguồn nước sạch do thành phố cấp. Và tuy nhiên thì mình cảm nhận được là cái nguồn nước này khi mà về đến gia đình mình ấy thì nó đã bị ô nhiễm rồi. Nên là mình quyết định là tìm được cái thương hiệu mà máy lọc nước để đảm bảo cho cái nước sinh hoạt gia đình. Qua quá trình tìm hiểu cũng như là được bạn bè đã sử dụng cái thương hiệu AeroSmith cũng giới thiệu với mình và cũng nói là cái thương hiệu AeroSmith này là nó thương hiệu lâu năm và rất nổi tiếng của Mỹ, nên là mọi người gia đình dùng rồi là rất là tin tưởng. Hình thức thì là cái kiểu dáng là AeroSmith rất là đẹp, rất là gọn gàng, vì gia đình mình là cái diện tích sử dụng cũng rất là chật, nên là cái thương hiệu của AeroSmith đã hướng tới là cái hình thức mẫu mã đẹp và nhỏ gọn, thích hợp với những gia đình như gia đình nhà mình. Mình thấy rằng là cái nước sau khi lọc của AeroSmith rất là sạch. Như gia đình mình trước đây nước thì mình dùng là mình vẫn phải đun lại thì mình mới yên tâm trong quá trình sử dụng, nhưng mà sau khi mua máy lọc nước AeroSmith thì là mình không phải đun nữa, mình uống trực tiếp luôn. Thực sự là lúc này mình cảm thấy rất là vui và cũng rất là cảm ơn chương trình. Sau khi sử dụng ấy thì là mình về cái chất lượng nước thì mình gia đình mình thì hoàn toàn yên tâm rồi đấy. Còn về cái chất lượng dịch vụ thì là AeroSmith có đội ngũ chăm sóc khách hàng và dịch vụ rất là tốt. Khi mình lắp đặt ở nhà rồi, trong quá trình sử dụng thì các bạn ở bên AeroSmith cũng thường xuyên gọi điện để hỏi thăm trong quá trình sử dụng, cũng như là tư vấn, rồi định kỳ bảo hành, rồi thay máy lọc nước thì các bạn rất là nhiệt tình. Đấy. Nhiều khi là gia đình mình quên nhưng mà các bạn vẫn nhớ để nhắc, như thế là mình thấy là cái chế độ chăm sóc khách hàng của các bạn rất là tốt. Thay mặt cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại VHC, đặc biệt là chi nhánh HC399 Phạm Văn Đồng, cảm ơn tới nhãn hàng AeroSmith, một nhãn hàng thương hiệu có uy tín trên thị trường, đã mang lại niềm vui cho khách hàng của HC399 Phạm Văn Đồng ạ. Cái thứ hai đó là mình cũng thay mặt HC399 Phạm Văn Đồng chúc mừng anh Trọng đã trúng cái giải thưởng lớn của AeroSmith ạ. Hy vọng là anh Trọng có thể quay lại HC để hưởng lại những cái chương trình có lợi ích mà AeroSmith mang lại cho khách hàng ạ. Khuyến mại hấp dẫn khi mua máy lọc nước, máy lọc không khí AeroSmith. Chúng bạn